Cây này cây khế gân nha, nó có trái sẵn rồi, rồi nè. Nó có trái nhiều lắm mà tôi chạy nó bị rụng ráo, đem về chạy quá nó rụng nè, có trái nãy nó trái lắm, còn sót lại hai trái nè. Cái cụm đế bự lắm nha, cái cụm cái chỗ này là khoảng 40 luôn, 40 mấy luôn á. Còn như cái cụm thân thì cái thân đơn ở chỗ này nè, có một cái thân tự dính vô chỗ này nữa nè, nên giờ nó to lắm. Thân nó đẹp lắm. Cái gân nha, nè trái nè, nó có trái sẵn, trái nó nhiều lắm, đế nó cũng đẹp cái này, đế đẹp tương đối. Người ta cũng uống sơ sơ rồi, người ta cũng uống được sơ sơ rồi. Cái nhánh chỗ này là phải cắt luôn mới đúng rồi. Người ta uống người ta làm tàn cho nó kín kín vậy chứ. Trông về phải làm lại. Cái này là phải uống lại. Cái này tại tôi chưa uống lại, cái này người ta uống sao tôi để như vậy luôn à. Cái này đục ngay chỗ này làm lại. Làm lại cái cây. Giờ nó mới đẹp. Có nước uống rồi. Cái gần nha.